khởi nè. Sơn cho này anh được không? Sơn cho này dễ tính. Cái thằng cái khó tính như ma ấy mà chú bảo nó dễ tính cho chịu chú thật đi. Thỉnh thoảng nó lại quay. Quay mới giữ làm kỷ niệm thôi. Hôm nay không có cô nào về. Hôm nay á? Ừ. Hết cô. Có thì vẫn có, nhưng quay là có với chắc chắn hẳn to, nhưng mà có lúc mà chết à. Ừ. Năm nay mày gần 40 chữ đầu, năm nay mày 40 chữ đầu. Chắc bà nói thế nào chứ năm nay có mới có 30. Bây giờ cuộc sống nó cũng tức là nó cái độ tuổi nó trôi hơn ngày xưa. Tức ngày xưa mà tầm 20 mà chưa lấy vợ hoặc chưa lấy chồng là đã là có vẻ rồi. 22 đấy rồi. Nhưng mà bây giờ thì nó có tầm 30 đó là bình thường. Thì nghĩa là nó phải trôi đi 10 năm rồi bà. Thì nghĩa là con bây giờ ví dụ 37 38 chẳng hạn thì thực tế so với ngày trước nó chỉ khoảng tầm tương đương như 27 28 thôi. Nhưng mà đến lúc 60 tuổi thì con mới gặp ngứa. 60 tuổi á? Cái cậu coa cùng túi thằng Hoàng con giờ vào tháng. Đi vào đi chồng có cháu. Dạ. Thì cháu mượn một số nhân vật để làm phim thôi mà. Cô. Nào diễn gì báo các cháu. Bây giờ cháu về tối qua. Vâng. Chai giấm à, cháu đi tìm cho Thím nhá. Nhanh nhỉ. Thế là thế nào? Giờ này vào có bác sĩ riêng đến tận nhà. Lịch sự quá nhỉ. Thế bác sĩ riêng. Này. Thế kìa, ngon đấy. Ăn ngon lắm. Mua đấy. Đây, tặng Thím chai giấm này. Đây.
tiêm đấy, ta cho coi thường. Cứ ra khám bệnh rồi vào tiêm là cho con đau con đau đúng rồi, dạo cái thường. Cứ cho uống thuốc rồi chị tiêm tiêm rồi. Ừ, ta phải chi tiêm. Đừng quay ra, ta đang say rượu. Tôi uống nhiều thuốc, ta đang say. Quay làm sao nhìn thấy được điều đấy? Ừ, uống cái chén rượu thuốc này. Này, ông Lương không biết uống nhiều thuốc không bình, ông mấy năm nay. Hãy uống, không uống bỏ. Không uống. Hàng bình. Con nuôi nó gửi về thì uống. Nhà ông cũng uống. Nó kiểu đến con nuôi cái thằng con. Uống không được. Cái thằng con nhà nó. À đấy, thằng này đấy, thằng nhặt được ấy. Nó mấy tuổi rồi? Cho 3 tuổi rồi, giờ cho chạy đá bóng rồi. Có thấy nhà nó hỏi thăm gì đâu. Thế nó ở đâu vậy? Cháu ở trên Lạng Sơn. Thế cái người nó cho nó. Cháu ở nhà máy điện này, Na Dương, Lạng Sơn. Thế cái người nó cho nó không đấy. Không, nó không đi lại. Không, không. Khi nào lớn thì nó mới đi lại chứ nhỉ. Bố mẹ nói chứ. Thằng này còn đâu nữa. Bố mẹ nói chứ. Không, không bỏ bán, không bán. Nó còn được quên. Không có nói là có anh là dư vãi rồi mà đi chết không. Cho mình nó biết chứ. Nó biết thì nó gớm đó chị. Nơi nó cho. Nó cho chỗ nơi chứ nó cho chỗ không. Người xin tiền trăm bạc triệu thì nó cho. Quảng cáo ta, người ta lại nghĩ ra túi lạc à? Chú Hoàng ơi, anh Hải anh bảo là đi dã cái lạc mà cháu có thấy cái lạc đâu đâu nhỉ? À thế à? Bận rộn quá đấy con ạ. Dạ. À đây, cái lạc rồi. Bộ biểu ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang cho anh rửa tiền tỉnh giàu lắm. Ăn chơi chắc tan đàn đúng thì nó quen thân rồi, bây giờ lấy trong bác sĩ thì phải nghiêm khắc, dẫn bác sĩ là nó nghiêm túc, nói năng nhẹ nhàng hoặc là ăn nói